Chiều ngày 25 tháng 6 năm 2022, lễ ra mắt Willing Partner và báo cáo kết quả đại hội cổ đông lần thứ nhất do tập đoàn nữ lãnh đạo toàn cầu Willing Global Holding tổ chức đã diễn ra thành công tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến ở hai đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã thu hút sự tham gia của đông đảo các doanh nhân, lãnh đạo trong và ngoài mạng lưới Willing Global. Tại chương trình, các thành viên thuộc hội đồng quản trị tập đoàn nữ lãnh đạo toàn cầu đã tiến hành báo cáo về các chiến lược và kế hoạch phát triển của tập đoàn cùng hệ sinh thái gồm sản phẩm và dịch vụ liên quan đến các nhà đầu tư, Willing Partner và khách mời. Tiếp đó, sự kiện cũng diễn ra lễ công bố và ký kết với ba nhân vật là doanh nhân Lâm Thị Mỹ Dung, Á Hậu, MC Hoàng Oanh, nhà thiết kế quốc tế. Nghệ sĩ Quỳnh Paris sẽ đồng hành cùng Willing Global Holding với vai trò là Willing Partner trên hành trình phát triển chung của tập đoàn. Đồng thời, mỗi Willing Partner cũng là ứng viên đầy tiềm năng của giải thưởng Top 100 nữ lãnh đạo Việt Nam tỏa sáng toàn cầu 2022. Chương trình còn mang lại những thông tin hữu ích đến khách mời tham dự thông qua talk show với chủ đề kiến tạo mạng lưới nữ lãnh đạo thịnh vượng, với sự tham gia chia sẻ về lý do tham gia Willing Global Holding của các Willing Partner mới, với sự dẫn dắt buổi tọa đàm của tiến sĩ Nguyễn Thu Hương. Bên cạnh đó, cũng trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã giới thiệu về chương trình CEO Kiss, một thương hiệu thuộc Học viện Wu Academy do Nam Hương Group thực hiện sẽ diễn ra vào tháng 8 năm nay, đồng thời giới thiệu về các khóa học Pro Parent, làm cha mẹ chuyên nghiệp đến khách mời. Chương trình đã khép lại thành công, bên cạnh việc giới thiệu các ứng viên tiềm năng đầu tiên cho giải thưởng Top 100 nữ lãnh đạo Việt Nam tỏa sáng toàn cầu 2022, sự kiện cũng đã mở ra cơ hội giao lưu và quảng bá doanh nghiệp hiệu quả cho các doanh nhân và khách mời tham dự. Global Holdings, kiến tạo mạng lưới nữ lãnh đạo thịnh vượng.